Sáng ngày 3 tháng 7 năm 2024, nhằm ngày 28 tháng 5 năm Giáp Thìn, sư cô Thích Nữ An Thảo, trụ trì chùa Phú Khánh và Phật tử Trần Công Minh kết hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ ông Phạm Trung Hiếu, ngụ tại ấp Phú Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Ông Phạm Trung Hiếu sinh năm 1991, là hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trở thành người lao động chính trong gia đình khi người cha mang bệnh tai biến, người mẹ dưới đôi chân bị khuyết tật vận động bẩm sinh. Trong giai đoạn thất nghiệp hiện nay, gánh nặng càng chồng chất khi phải đối diện với nhiều lo toan cho cha mẹ già và con nhỏ đang ăn học. Thấu hiểu nỗi cơ cực ấy, gia đình nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương giới thiệu sư cô Thích Nữ An Thảo vận động quý mạnh thường quân, Quang Phủ, Cường Phốt, Tài Nguyên do chú Sáu Minh làm cầu nối. Gần một tháng thi công, căn nhà được hoàn thiện với tổng diện tích 55m², vách tường, mái tôn, nền gạch, tổng trị giá 90 triệu đồng. Đại diện chính quyền tham dự buổi bàn giao căn nhà có ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Phước, ông Đào Ngọc Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ông Phan Văn Thường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Mỹ, bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, bà Phạm Minh Thu, Đảng ủy viên, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cùng đại diện Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Ban Quản lý ấp Phú Thạnh. Tại buổi lễ, thay mặt chính quyền địa phương, bà Phạm Minh Thu, Đảng ủy viên, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, đọc quyết định trao nhà tình thương và ông Phan Văn Thường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Mỹ trao quyết định cho gia đình. Sư cô Thích Nữ An Thảo gửi lời tri ân chân thành đến chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, đặc biệt là chú Sáu Minh đã tạo điều kiện thuận lợi, luôn đồng hành cùng với sư cô trong các công tác thiện nguyện. Sư cô rất vui mừng khi căn nhà được khang trang và hoàn thiện sớm hơn dự định. Đây là món quà ý nghĩa để chú Phạm Trung Hiếu có thể bớt đi gánh nặng an cư lạc nghiệp. Sư cô cũng gửi lời cầu chúc cho gia đình chú Phạm Trung Hiếu sức khỏe, bình an, phấn đấu vươn lên trong thời gian tới. Đại diện chính quyền, ông Phan Văn Thường rất cảm kích với việc làm ý nghĩa của chùa Phú Khánh và các nhà hảo tâm. Hy vọng đây là bước đà vững chắc để gia đình ông Phạm Trung Hiếu bước tiếp và phát triển hơn. Ông gửi lời tri ân và tán thán những đóng góp to lớn của sư cô An Thảo đã hỗ trợ rất nhiều công trình trên mảnh đất Phú Mỹ này. Đại diện gia đình, ông Phạm Trung Hiếu bày tỏ niềm hạnh phúc, biết ơn và xúc động khi nhận được sự quan tâm của sư cô cũng như chính quyền địa phương và quý mạnh thường quân. Ông gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người và hứa sẽ cố gắng vươn lên trong thời gian sắp tới.